giới thiệu đây, ba cô gái mông như xịn, alo, xin như mộng. Dạ anh bầu sơm. Trẻ đẹp, cái gì cưng? Dạ anh thấy hồi nãy em tạo dáng đẹp không anh? Nói chung là trong ba đứa là anh thấy em đi gì nhất đó cưng. Nha, đi là đi phải khoan thai. Dạ, mình đi thai, dạ. Thái độ là quan trọng. Anh bầu sơm, khoan. Cái gì cưng? Anh chứ không phải đi té, anh coi chừng anh lật, coi chừng lật gọng. Không sao, coi chừng lật. À, những cái này đối với anh nó là một cái bài tập thể dục hàng ngày đấy không? À vậy đó hả? Nè, coi cô bé nó đi nè. Út cưng đó. Út cưng nè, đi thử coi nè. Bé Sam, 2, 3 nhẹ đi. Nhẹ thôi nha Sam, nhẹ thôi nha cưng. Nhẹ thôi. Chết chưa? Tạo dáng thế nào, tạo dáng nào. Tạo dáng, chớp mắt cái cho hút hồn coi. Chớp mắt lấy lòng cái. Trời ơi. Vô đây bà nội, vô đây bà nội. Trời đất ơi, ra tới đây nó bung cốt ra liền hà. Em làm quá giờ em vô em chặt lưng rồi. Chặt lưng rồi phải không? Cho giữ vô, bẻ cho giữ vô. Quẹo qua cái Kim Anh. Dạ. Lấy lại bình tĩnh. Dạ. Sải bước tự tin. Dạ. Gương mặt hướng thẳng. Cầm 90 độ với mặt đất. Bước. Vô đây. Dạ. Mai anh đưa qua phòng tạ bên quận 4 nha. Tập tạ gì người ta. Gái con lứa chết thiệt. Đưa qua đây, đưa qua đây. Coi, Kylie. Bây giờ ở nhà trông cậy vô có mình chị gia đình chị trông cậy cho em đó nha Ly. Em sẽ lấy lại danh dự cho mọi người. Danh nha. Dự nha, danh dự nha. Ngẩng cao đầu, quan trọng là thần thái. Bước. Kylie, Kylie. Number one please. How long do you sing? 10 năm rồi. Oh, biết anh Slick à? 10 năm rồi. Ten, oh, ten, ten year. Anh Long dịch lại cho Như Quyền. Anh dịch lại cho Quyền nghe. À, anh hỏi giùm em bạn số 5 á là ăn gì đẹp vậy? Number 5. Mr. Hương, question you. What you eat? But you beautiful. Now you beautiful. Beautiful là cái gì? Beautiful là đẹp á. À, beautiful là đẹp. She asking you, what do you eat everything to make you so beautiful? Trái dừa. Dịch tiếng Anh em coi. Hello Mr. Yellow. When did you come to Việt Nam? 12 năm trước. Theo year last year. Đúng rồi. Trời ơi. Nói vậy thì nói là anh. Tôi nói sao miễn Việt Hương hiểu rồi. Để thôi. Bây giờ anh hỏi tiếng Việt, anh không hỏi tiếng Anh. Anh hỏi tiếng Anh mệt lắm. Em chào anh. Đó, em. Em là anh trai hay anh gái mà giọng em đẹp vậy? Em con gái. Trước khi tới trường quay quan bắt phải sao giọng khàn dữ kìa. Không phải, tại em mới đi mũi né về á. Mũi nó chích ngay cái thanh quản em, cho nên giọng em bị trầm. Đúng rồi. Em táp nhầm gì. Người ta đã chỉ rồi. Mũi né có nghĩa là thấy con mũi lo né đi. Để cho nó chích vô cổ chị còn về khang tiếng. Mới sợ mũi cắn nó danh mùng trước mặt luôn vậy thôi hả? Còn gì, cái lưới đó hả? Cái lưới đó con rùi nó còn bay vô được chứ đừng có nói con rùi. Em thấy em sai sai. Còn gì? Dạ. Em ở khúc nào bên châu Âu? Dạ bên Paris anh. Parlez français. Dạ. Parlez français. Dạ ok. Ghê bà nội tôi chung Paris français ok. Trời đất ơi. Bên Paris mà có ok nữa. Ok Pháp mà ok gì kìa vậy. Ủa chứ ở đâu cũng có ok. Việt Nam mình còn ok mà. Ghê Pháp là phải oui. Việt Nam mình đi nhiều khi đầy đường nó chỉ ok 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 quá trời luôn. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ Diệu Nhi nè, lần đầu tiên em đến với Người Bí Ẩn. Em cảm thấy như thế nào về chương trình này? Dạ em rất là thích chương trình này. Cảm ơn câu trả lời khá đầy đủ ý nghĩa của em. Không phải, tại để em tiếp. Dán cái màn lên cho não nó thoáng chút xíu. Suy nghĩ không, câu trả lời dài hơn chút xíu. Nó bị nó dương dương, nó lòng nheo hoài. Ăn bận chi cho cực khổ à. Xin hỏi bạn số 4 á. Em chả giò rế, em có thấy đường không cưng? Em thấy em khổ với cái miếng chả giò rế trước mặt em quá vậy? Mà đẹp, đẹp. Đẹp. Dạ em hỏi anh số 4. Anh cho em coi cái của anh được không? Anh cho em coi cái của anh được không? Chạy ngay đi, trước khi
mỗi đêm sáng tôi tệ hơn. Phần là con gái. Bớt hát được không? Anh biết sao không? Sao? Với cái giọng hát theo trường phái Diệu Nhi vậy á. Trời ơi. Con Nhi nó đại diện cho trường phái âm nhạc luôn mà em mình không biết. Em đâu có làm gì ai đâu. Nhưng mà Nhi hát lại câu này đó. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường. Em khi khiêng vô cái nãy hấp quá nó kẹo cổ nó kéo vô đó. Ok, tính cách anh sao, anh giới thiệu coi. Sự ra thì giống như hồi nãy dòng họ tôi có giới thiệu, tôi là thuộc dạng ế, nhưng mà tại vì là quá cái nhiều sự lựa chọn không biết chọn ai cho nên thôi chọn ế cho rồi. Khoan, trời đất ơi, nó nói mà ai không biết, tưởng cái sắc đẹp nó nghiêng thành độ trời ơi trời, anh là gì mình có giá dữ vậy anh? Không biết nữa chứ, gia dòng họ cứ bữa nay đem gả người này, ngày mai đem gả người kia. Dòng họ nào nha? Đứa nào đem gả vậy? Hả? Có thằng bạn tên là gì cơn? Trứng xìn hả? Xìn. Ờ, cái trứng xìn, cái thằng xàm đó đó, đi đâu nó cũng gả đó. Đâu cũng gả. Ai cũng bị cái nghiệp hết. Thằng này là nghiệp Dĩ Khương, còn bên kia nghiệp trứng xìn. Dạ, em là Nam Thư, là em là em út của gia đình của anh chị Sáu. Thì hiện tại bây giờ em vẫn ế. Hôm nay gia đình em tràn lên đây, em chỉ cảm thấy là MC hơi mệt rồi. Ông nói nghe nè, MC nó cầm micro điện giật nó, sao tụi nó đứng kìa. Phải, làm cho nó giống cái hình nền mới kéo lên á. À, hình nền á hả? Dạ, hình nền quá lâu rồi anh. Xả nền đi, xả nền. Đúng gì cũng nói mà. Cái em thường ba người này tôi biết đó. Qua đây. Ba người này tôi biết luôn. Bữa nay chúng tôi tới đây với một cái đội hình mà ban đầu dự định là tam cao áo trắng đó, cho nên dễ thương, ai ngờ đâu lọt bà thím màu xám vô. Tôi nghĩ như vậy là nó nhã nhặn nhẹ nhàng lắm rồi. Bình thường anh nghĩ là rần rần, màu sắc rực rỡ. Cô Ốc Thanh Dân, cô lý giải cho tôi hiện tượng thời tiết nào để cô mặc một cái áo mà hộp cỡ này mà cô nói là thanh tao nhẹ nhàng. Thì mùa này mưa mà trời u ám. Ủa, mưa là được mặc hộp hả em? Ủa, mưa với hộp nó không có dính dáng gì nhau trơn trời á. Mà thôi đi, hôm nay cho em hộp chút xíu đi. Em hy vọng là ngày hôm nay biết đâu là cái sự lấp lánh này nó có thể đem đến một cái luồng sáng gì đó may mắn cho gia đình chúng ta. À, đúng. Hôm nay được mời chơi người bí ẩn với ai? Với Harry. Tại sao tôi được kêu với Harry? Vì đáng lẽ Harry chơi với chồng mà bây giờ chồng làm MC mất tiêu rồi. Không lẽ giờ tôi lên làm MC mà chồng xuống đây chơi? Thôi kệ, tôi cứ tới đây tôi chơi. Chơi để làm chi? Ờ, tại vì nghĩ là anh Đức sẽ rất là hiểu Harry, cho nên là hy vọng là sẽ có những cái hợp tác, trao đổi. Thật sự mà nói là Harry yêu cầu là Harry muốn quay chung với anh Đức. Hay biết không? Thấy hả? Em nói thiệt 100% là Harry yêu cầu là em muốn quay chung với anh Đức. Em muốn quay chung với anh Đức. Chỉ vì một lý do duy nhất. Lý do gì? Em nghĩ là anh cũng biết. Bình thường á, tại vì cái ngôn ngữ của anh không có đủ khả năng để cãi chồng em. Em muốn chặt chém chồng chặt em chém. Mà lâu lâu có nhân dịp như thế này, mà bây giờ em muốn là có một người hỗ trợ cực kỳ tốt. Có nghĩa là em mượn gió để bẻ măng. Đúng anh rồi. Là gió bẻ chồng em. Anh bẻ, em thì đạp. Đạp. Đúng rồi. Vậy thôi. Đạp luôn. Mục đích của em làm gì có vậy thôi, không có gì. Tôi với Harry sẽ đoán những nhân vật như thế nào. Và quan trọng, chồng của cô ta. Sâu được thấy em rõ hơn đây nè. Đây ẩn trong những vai diễn hài hước là những câu chuyện tràn yêu thương, những tài năng phi thường, những con người truyền cảm hứng. Hãy cùng đến với Người Bí Ẩn với sự dẫn dắt mới mẻ của Trương Giang, đội chủ nhà Trấn Thanh, Vi Khương và những vị khách mời dễ thương, thật giả khó lường. Đón xem Người Bí Ẩn 20:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7.